Ở video ngày hôm nay, em muốn đem đến cho quý bà con mình một loại sản phẩm phân bón hỗn hợp cao cấp Arokin ATT được nghiên cứu đặc biệt để thúc đẩy quá trình lớn trái, phi củ, chắc hạt và nặng ký, là giải pháp tối ưu cho các loại cây ăn quả, cây lấy củ và cây ngũ cốc, chứa các thành phần hoạt chất vô cùng tiên tiến, bao gồm hữu cơ chiếm 20%, nitrogen chiếm 2.2%, pH là 5.5-7, CN là 12. Sản phẩm không chỉ giúp cây phát triển mạnh mẽ mà còn gia tăng trọng lượng nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con, được dùng làm phân bón cho tất cả các loại cây trồng như cam, quýt, na, nhãn, cà phê, tiêu, vải, bưởi, táo, xoài, dưa hấu, ớt, khổ qua, ngô, lúa, kích thích ra hoa đều, cho số lượng hoa nhiều, tăng khả năng đậu trái, tăng khả năng hút dinh dưỡng từ đất, giúp lớn trái, phì củ, chắc hạt, nặng ký, hạn chế làm lép hạt, hạn chế nứt thối, rụng do thiếu dinh dưỡng, tăng sức chống chịu, điều kiện bất thuận, hạn chế và ngăn ngừa các hiện tượng rụng trái non, nứt trái, thối trái do thiếu chất dinh dưỡng, tinh dầu thảo mộc, giúp xua đuổi một số loại côn trùng chích hút hiệu quả. Bà con có thể sử dụng Arokin ATT bằng cách hòa tan với nước và tưới trực tiếp vào gốc cây hoặc phun lên lá. Pha 5-8ml cho bình 16 lít nước, dùng cho mọi thời kỳ của cây, định kỳ là 5-7 ngày trên lần. Pha 5-8ml cho bình 16 lít nước lã, tạo thành dung dịch trồng cây thủy canh hoặc tưới nhỏ giọt định kỳ 7-10 ngày trên lần. Có thể dùng chung với tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật, nên sử dụng trong các giai đoạn phát triển quan trọng của cây như ra hoa, đậu trái hoặc giai đoạn sinh trưởng cũ. Liên hệ với đội ngũ kỹ sư Huy để được tư vấn và mua hàng chính hãng ngay hôm nay nhé.